Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2024. Thì mình sẽ có cái video rất là quan trọng cập nhật cho các anh chị cái giai đoạn này. Thì các bạn lưu ý kỹ nha, những cái video như thế này nó cũng giống như các cái buổi Zoom mà mình Zoom với các anh chị. Nhưng mà mình làm cái video này để mong muốn làm gì? Các anh chị khi mà các bạn xem cái video, các bạn có thể dừng cái video này lại, xong rồi các bạn bách test, các bạn quan sát, các bạn nghiền ngẫm để các anh chị đưa ra các cái chiến lược của các anh chị. Thế nên những cái video này nó rất là quan trọng, nó giống như các cái buổi Zoom mà mình Zoom với các anh chị vậy. Chính vì vậy là các bạn cần phải xem nhiều lần và các bạn cần có những cái mà các bạn cần phải suy ngẫm. Bởi vì ở đây là mình chia sẻ dựa trên những cái kinh nghiệm, dựa trên những cái thứ mà quá khứ mình đã đi với thị trường và mình cũng quan sát nó thấy một số cái đặc điểm, một số cái lưu ý. Thế nên khi mà mình phân tích thì các bạn cần phải dành thời gian review lại và các bạn xem cái chiến lược giao dịch của các bạn như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video ngày hôm nay nha các anh chị. Thì các bạn lưu ý kỹ, trước khi mà vào video thì chúng ta sẽ có một số cái bước như sau. Thì ở đây mình sẽ review cái chart Bitcoin ở cái giai đoạn hiện tại. Thì ở đây mình sẽ review về đa khung thời gian để làm gì, để cho các anh chị là những người mới, các bạn sẽ nhìn thấy cái góc nhìn, những cái phân tích của cá nhân mình, để các bạn nhìn lại, các bạn sửa lại những cái phân tích của các bạn xem đã đúng hay chưa, những cái góc nhìn của mình phân tích, các bạn nhìn kỹ là các bạn thấy các bạn thiếu những cái phần nào để các bạn bổ sung vào trong những cái phân tích. Bởi vì các anh chị lưu ý kỹ này, các bạn nộp bài phân tích cho mình không phải là nộp bài cho vui, cho làm hoàn thành cái trách nhiệm, mà khi những cái phân tích của các bạn cần phải thực sự hiểu về nó hay là không. Thì trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ. Thì các bạn lưu ý kỹ là làm gì thì làm, đầu tiên phải nhớ kỹ là mở cái khung tháng trở về cho tôi. Bởi vì sao? Khi mà các anh chị nhìn cái khung tháng về từng khung nhỏ, các bạn sẽ có cái góc nhìn tổng thể về tình hình thị trường, về cái chart của Bitcoin, về từng cái nhóm người trong thị trường, họ đang suy nghĩ gì, họ đang nhìn thấy những cái gì. Thì ở khung tháng các bạn thấy kỹ là ở đây là các bạn quan sát kỹ là RSI nó cũng đang mở rộng, đúng không? RSI cắt lên trên hai đường trung bình nó đang mở rộng và cái khúc này thì nó cũng mới chớm đi thôi. Nếu như mà các bạn thấy mà giả sử như mà nó đi một cái hành trình như thế này thì ở đây các bạn thấy là nó mới xuất phát khoảng tầm 15-20% cái hành trình thôi. Đó, thì ở đây khung tháng các bạn kết luận là tăng. Đó, tiếp theo các bạn về cái khung thời gian 2 week. Thì ở đây các bạn thấy 2 week nó cũng giống như là cái khung tháng vậy, nó cũng vừa mới cắt lên và bắt đầu chớm mở rộng ra. Thì khúc này các bạn thấy là khung 2 week nó cũng vừa mới đi thôi. Và các bạn thấy mà cái sóng ABC đợt vừa rồi mình có chia sẻ các bạn, tức là khi thấy một cái sóng A đúng không, thì các bạn thấy là RSI vượt ra ngoài vùng 80 thì chúng ta quan sát một cái sóng B điều chỉnh và chúng ta ăn cái sóng C. Thì bây giờ mọi dữ liệu nó cũng đi như vậy rồi. Thì nhìn quay trở lại với cái việc là RSI của cái khung thời gian 2 week thì các bạn thấy là RSI cũng vừa cắt lên trên hai đường trung bình. Và cái khúc này nếu mà mở rộng như thế này thì các bạn thấy khúc này chia ra thì khoảng tầm mới là 15-20% hành trình thôi. Thế nên là gì? Vẫn có khả năng tiếp tục tăng tiếp. Và chúng ta kết luận là cái khung 2 week nó vẫn đang trong cái gọi là trạng thái tăng. Đó. Tiếp theo các bạn về cái khung thời gian week. Thì ở đây các bạn thấy này, lúc này các bạn thấy RSI của khung week nó cũng bắt đầu cắt lên trên hai đường trung bình. Tuy nhiên khúc này các bạn thấy là RSI có dấu hiệu của cái việc là bo hẹp lại. Điều đó có nghĩa rằng là có dấu hiệu của cái sự suy yếu. Thì khúc này nếu như mà các bạn đo cái hành trình mà đi như kiểu này nha, thì lúc này các bạn thấy là coi chừng RSI của khung week nó đã bắt đầu là gì? Đi khoảng tầm là 50% hành trình. Bởi vì lúc này các bạn thấy là nó đang yếu dần đúng không? Đó. Tiếp tục về cái khung thời gian 3D. Thì khi này các anh chị thấy này, 3D chúng ta thấy là nó đã đi một cái đoạn khá là xa rồi. Đó. Và có khả năng là sao? Chỗ này nó bó, nó đi xuống sát chỗ này. Thì lúc này các bạn cũng thấy được là sau một cái quá trình tăng rất là mạnh, thì cái khúc này là cái khúc mà có cái sự điều chỉnh. Tức là cái lực nó đã bắt đầu có cái sự suy yếu rồi. Và nếu mà nhìn kỹ khúc này RSI các bạn nhìn thấy kỹ á, thì lúc này nó đã đi khoảng tầm là 80% hành trình rồi. Đó. Và mặc dù vẫn đang tăng nhưng mà tóm lại là nó gần cuối của quá trình tăng rồi. Và các bạn thấy RSI bắt đầu tiệm cận cái đường trung bình nhanh và có dấu hiệu cắt xuống.
Đó, thế nên rằng là gì, kết luận tăng nhưng mà ý thức được rằng là gần hết cái hành trình tăng rồi, thì ước chừng khoảng tầm 80% hành trình. Tiếp tục các bạn quan sát về cái khung thời gian D thì các bạn thấy ở đây là gì? Nhìn thấy kỹ là chúng ta thấy hình thái của RSI khúc này này. Nó mặc dù vẫn nằm trên cái vùng 60 nhưng lúc này cái lực rất là yếu. Mặc dù có một cái lần các bạn thấy là cũng muốn cắt lên trên cái đường trung bình nhanh và lên trên đường trung bình chậm, nhưng mà các bạn thấy là lực yếu quá lại bị đạp xuống. Thì khúc này nếu các bạn nhìn kỹ các bạn thấy là RSI cắt xuống dưới cái đường trung bình nhanh rồi. Và lúc này là gì, có khả năng là một cái việc là gì, RSI mở rộng ra, giảm đi xuống. Thế nên tại cái khúc này, khung D, các bạn nhìn thấy được câu chuyện là gì? Nó đang có dấu hiệu của sự suy yếu và có khả năng là giảm mở rộng ra. Thì ở đây các bạn thấy là giảm và chỉ mới bắt đầu đi thôi. Đó, thấy chưa nào? Tiếp tục á, các bạn quan sát kỹ về cái khung thời gian H12. Thì các bạn quan sát kỹ H12 cũng tương tự này, cũng giống như cái khung thời gian D, bắt đầu cắt xuống và có dấu hiệu của sự mở rộng. Đó. Về H8 cũng tương tự, các bạn thấy là H8 cũng cắt xuống. Nó cũng giống như khung H12 và khung D vậy đó. H4 các bạn để kỹ, nhìn thấy ở đây cũng cắt xuống. Thì lúc này các bạn thấy là các cái khung thời gian bắt đầu từ khung H4 đến khung D cho thấy dấu hiệu của cái việc là bắt đầu có cái việc là giảm. Từ 3D thì các bạn thấy là có dấu hiệu của sự bắt đầu có sự suy yếu. Và nếu nhìn tổng thể các bạn để kỹ nè, nhìn tổng thể các bạn thấy là sau một cái nhịp tăng rất là mạnh thì cái khúc này là cái khúc gần vùng đỉnh. Thì thông thường các bạn thấy là hình thái của nó sẽ bắt đầu có những cái hình thái sideways giống kiểu này nè. Đó, nó cũng giống như cái hình thái tại chỗ này nè. Thì lúc này là một cái lúc của cái sự nhiễu loạn. Và cái khúc này là cái khúc các bạn lưu ý kỹ, nếu mà phân tích về cái hành vi của đám đông á, các bạn quan sát kỹ lúc này là đám đông bắt đầu ngoài kia xe kèo cũng nhiều đúng không? Úp lên tài khoản tăng bao nhiêu. Thì thông thường khi mà đám đông họ vào á, thì lúc mà đám đông họ tham gia vào thì không còn gọi là vùng cơ hội đẹp nữa. Thì thực sự cái khúc này các bạn sẽ thấy quét long sọt rất là nhiều. Tuy nhiên khúc này á, lời khuyên của mình chiến lược á, là sao? Bây giờ mình sẽ khuyên chiến lược cho một số anh chị này. Lưu ý kỹ á, là ở đây những anh chị nào mà đã đánh cái sóng 3D từ cái giai đoạn mà 55K tới bây giờ thì phải ý thức được cái khúc này nó sẽ có những cái sự rung lắc. Chắc chắn lúc này nó sẽ có những cái sự rung lắc bởi vì là sóng nó đã đi một cái đoạn khá xa rồi. Những anh chị mà vào cái vùng 55-60K thì khúc này các bạn thấy là riêng với cái danh mục Bitcoin các bạn cũng là khoảng tầm tăng 60-70% giá trị rồi. Và đặc biệt những anh chị mà đi từ vùng này ấy, thì on coin các bạn cũng được x2x3. Thế thì bây giờ lời khuyên của tôi dành cho các bạn là như thế nào? Các bạn cần phải thực sự quan sát kỹ khúc này. Và tí nữa tôi sẽ có một số lời khuyên cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi vào với một số anh chị mới trước. Bởi vì một số anh chị mới ấy, thì các bạn thấy nha, đây là cái bài học mà các anh chị cần phải học. Những cái khúc quan trọng, ví dụ như tại những cái vùng này á, tôi có khuyên các anh chị là nên tận dụng vào trong cái khóa dài hạn thì các bạn không chịu vào. Đến khi trên này bắt đầu, lúc này là nhiều anh chị bắt đầu vào tại cái vùng trên này nè. Thì chúng ta phải thừa nhận với nhau là cái vùng đẹp như hiện tại ở dưới này nó không còn nữa cho các bạn. Và từ trên này bắt đầu là cái vùng khá là nguy hiểm rồi. Nên tại sao các anh chị thấy là trong cái bài học ở phía trước á, tôi nói các bạn nếu mà có mua phải chia vốn ra nhiều lần mua là vậy. Và lưu ý kỹ này, làm tốt cái bài toán phân bổ vốn, chia từng vùng mua. Và vùng mua ở đây các bạn lưu ý kỹ là tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy được là sóng các bạn thấy nó dập dìu trong khung thời gian nó dài. Đó, ví dụ như quay trở lại nhìn Ether các bạn cũng thấy này. Đó, thấy có những cái dập dìu ghê không? Thì tương tự chỗ này đừng có ngạc nhiên khi nó cũng có những cái dập dìu như vậy. Và các bạn thấy những cái cú này nè là những cái cú mà các bạn thấy là giảm 15-20% là câu chuyện hết sức trong cái thị trường crypto này. Đó, lưu ý kỹ. Nên tại sao tôi lại khuyên các anh chị là phân bổ vốn và chia vốn từng vùng mua là vậy. Rồi nữa nè, một cái thực tế là cái vùng mua nó không còn đẹp. Nên các bạn cần phải chia từng vùng mua là vậy để đảm bảo là các bạn mua được một cái vùng mua tốt. Và có những cái lúc nha, các anh chị đã phân bổ vốn vào, sau đó nó tăng khoảng tầm lên khoảng tầm 15-20%, rồi nó quay lại huề vốn là câu chuyện hết sức bình thường, bởi vì đơn giản là cái vùng mua của các bạn nó không được đẹp.
Đó là cái chuyện hiển nhiên các bạn. Và có rất nhiều anh chị vui lắm, đợt vừa rồi nhắn tin cho tôi ấy, hỏi câu chuyện vậy nè. Anh ơi, bây giờ em mới vào học mà nó tăng cao quá. Xong rồi bây giờ em hôm trước em mới mua cái vùng này, xong nó về huề vốn lại, bây giờ làm sao? Thì thực ra câu chuyện các bạn mua về huề vốn á, thì các bạn có thể thoát ra. Hoặc là sao? Nếu mới vào vốn từng phần thì sao? Trừ đó có thể tiếp tục là sao? Phân bổ tiếp theo. Còn chúng ta phải thừa nhận một cái thực tế là cái vùng mua của các bạn không đẹp, thì các bạn phải chấp nhận cái điều đó. Đó là cái chuyện hiển nhiên. Tại sao tôi nói các bạn là trong những cái vùng mà ở đây, đúng không? Các anh chị thấy là cái vùng ở đây là mình nói rất là nhiều, những anh chị là sao? Tranh thủ vào trong cái khóa dài hạn, bởi vì mình thấy đây là cái vùng mua đẹp. Còn bây giờ lên trên này chắc chắn vùng mua không còn đẹp nữa rồi. Bởi vì ở đây là thị trường, các anh chị đúng không? Có nhiều anh chị suy nghĩ vui lắm. Giống như kiểu là cái vùng mua giống như là tôi là người quyết định được á. Tôi là người quyết định được cái vùng mua đẹp. Không có đâu các bạn. Cái vùng mua đẹp là thị trường cho chúng ta, và chúng ta có nhìn ra được tại những cái vùng đó hay không thôi. Còn bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nè. Cái vùng này là cái vùng rất là đẹp, là sao? Giống như kiểu mà đi săn mình gặp toàn là hươu nai, những cái con mồi rất là dễ thương, nằm đó rất là dễ dàng á, là sao săn được. Nhưng trên này lúc này, lúc này là gì? Câu chuyện lúc này là các bạn sẽ gặp toàn là gì? Gọi là sư tử, báo, rồi cọp, voi ở đây không à. Thì khúc này là cái khúc không đẹp. Chúng ta phải thực tế nhìn nhận với nhau như vậy. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Chứ không phải là gì, khúc này nhiều anh chị cứ nói là anh ơi vào mua được không? Các bạn giống như hỏi tôi á, là vào mua được không để các bạn vào mua. Nhưng các bạn ý thức được vùng này là vùng không có đẹp. Và các anh chị tôi mong muốn các bạn cũng phải nhìn ra. Chứ không phải là gì, à các anh chị cũng nhìn ra được cái vùng này xấu đó, nhưng mà quyết định mua lại hỏi anh ơi mua được không? Cá nhân tôi nói các bạn là đây không còn là một cái vùng mua đẹp nữa. Buộc lòng nếu như các bạn vào mua ở đây, các bạn phải quản lý rất là chặt là vậy. Đó. Nên các anh chị mới là lưu ý kỹ là cái chuyện các bạn mua xong nó quay lại huề vốn là câu chuyện hết sức bình thường. Bởi vì các bạn đã bỏ qua cái vùng mua đẹp rồi. Và các bạn lưu ý kỹ nè, khúc này là cái khúc mà nó chắc chắn sẽ có những cái cú quăng quật. Bởi vì quy tắc là cứ sau một cái nhịp tăng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Một cái nhịp điều chỉnh này là cái nhịp như thế nào? Tức là sẽ có một cái nhóm họ mua được ở dưới này rồi, và lên đây họ thấy giá nó không còn tăng được nữa, bắt đầu họ chốt lời. Đó, họ chốt lời. Thì cần một cái thời gian để cái nhóm cần chốt lời hết. Rồi sau đó rằng á, là nếu như mà lực tăng vẫn còn mạnh thì nó sẽ tiếp tục nó đẩy một cái nhịp nữa. Đó. Thì cái khúc này á, giống như hồi sáng tôi đặt câu hỏi với các bạn là gì? Khúc này chúng ta có biết được rằng ở đây nó điều chỉnh xong sau đó nó tăng tiếp, hay là điều chỉnh xong nó đi xuống dưới này? Thì thực ra chúng ta không đoán trước được nha các bạn. Chỉ khi về tại vùng này chúng ta quan sát tiếp, à có cái dấu hiệu lực bán đã suy yếu, có cái sự tham gia nhiều vào của lực mua, thì lúc này các bạn mới kết luận rằng nó có thể tăng tiếp. Còn không thôi thì câu chuyện là gì? Nó có thể tiếp tục nó giảm tiếp. Thế nên tại sao chúng ta phải quản lý? Bởi vì đơn giản câu chuyện là gì? Chúng ta quản lý để tránh cái trường hợp mà nó rơi xuống như thế này. Còn trong trường hợp mà nó tăng lên tiếp thì câu chuyện tuyệt vời, dễ dàng rồi, đúng nào? Nên trong trading và đầu tư nhớ kỹ cho tôi là phải có kịch bản cho cái trường hợp thị trường cả tăng và giảm. Bởi vì chúng ta không biết chắc. Chính vì không biết chắc nên phải đưa ra cái plan, đưa ra cái kế hoạch. Còn tôi khẳng định với các bạn là những anh chị mà cứ nghĩ một cái kịch bản là toàn bây giờ là cháy tài khoản đi ra ngoài thị trường hết trơn rồi. Đó, nên hiểu được cái điều này rất là quan trọng. Thì lưu ý kỹ là sắp tới nó sẽ có những cái đợt quăng quật đó. Những anh chị mới vào các bạn phải ý thức này. Nhìn vào một số cái chart, ví dụ các bạn nhìn vào cái chart của ADA cũng vậy. Các bạn để ý kỹ nha, trong cái sóng tăng của quá khứ các bạn thấy là luôn có những cái nhịp quăng quật rất là mạnh, các bạn thấy không? Nè, khi nó tăng một cái nhịp lên đây rồi thì tại những cái khúc này nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh 20-30% là câu chuyện hết sức bình thường. Sắp tới các bạn cũng sẽ đối diện cái câu chuyện như vậy. Nên tại sao tôi lại yêu cầu các bạn là chia vốn ra từng vùng mua là vậy. Đừng có mua hết các bạn. Tôi nói các anh chị là sẽ đến thời điểm các bạn thấy là những cái đợt rung lắc rất là mạnh, đặc biệt là trong quá khứ những cái dịp ví dụ như Noel nè, Tết Tây, Tết Ta, nó có những cái cú quăng quật các bạn. Giảm 30% cho Oncoin, 50% cho Oncoin trong khoảng tầm 1-2 ngày là câu chuyện hết sức bình thường. Nên phải chuẩn bị tinh thần cho những cái đợt quăng quật. Và bây giờ chúng ta phải thừa nhận, nhìn trên cái chart của Bitcoin, mọi thứ nó yếu rồi.
tôi vẫn kỳ vọng nó tăng tiếp trong cái nhịp này đẩy mạnh, nhưng mà thực tế là các bạn thấy dấu hiệu hiện tại cho thấy nó không có dấu hiệu của sự tăng mạnh, mà bắt đầu có cái dấu hiệu của cái việc yếu. Thì mình rất đơn giản thôi, trade what you see not what you think, tức là chúng ta follow theo thị trường chứ không phải chúng ta là kiên định với cái dự phóng khi mà mọi thứ nó thay đổi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó, nên khúc này nè, những anh chị mới các bạn phải chấp nhận có những cái cú quăng quật đấy. Đó, trong giai đoạn sắp tới các bạn phải có tinh thần thép đó, chứ không thôi các anh chị sẽ chán nản rời bỏ thị trường. Các bạn phải làm sao khác đám đông. Đám đông họ chán nản, họ rời đi thì khi đó cơ hội nó xuất hiện. Nó cũng giống như các anh chị thấy là mình lên kế hoạch mình mua được tại những cái vùng ở tại chỗ này đúng không? Đó, và những anh chị mà đã đi lâu với mình thì các bạn thấy là mình mua được tại những cái vùng này. Đơn giản là đám đông họ chán nản, họ rời đi thì khi đó cơ hội nó xuất hiện. Thì hãy ở trong thị trường, làm sao lúc đó giữ đô mới là cái tầm, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và lưu ý kỹ này, trong giai đoạn này nhớ là đừng có margin future các bạn. Tôi chỉ nói các bạn là khi mà các bạn pro, các bạn master rồi thì câu chuyện là gì? Các bạn áp dụng cái này thì ok. Còn bây giờ kỹ năng còn kém, khả năng phân tích còn yếu, khả năng xử lý còn yếu thì chỉ tập trung vào spot cho tôi tại giai đoạn hiện tại thôi. Nhớ kỹ nha. Rồi, còn quay trở lại cho một số anh chị cũ đã đánh cái sóng 3D từ cái vùng 55k đô thì bây giờ cần phải làm gì? Tôi sẽ cho các bạn một số lời khuyên. Thì như mình nói, chốt lời nó sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của từng người. Phải biết mục tiêu của mình là gì và muốn gì. Tôi ví dụ nè, thực ra có rất nhiều anh chị vui lắm, các bạn đã đánh từ những cái sóng dưới này đi lên. Và thực ra là nhiều anh chị có những cái mục tiêu cá nhân, ví dụ như các bạn muốn xây cái nhà, các bạn muốn mua chiếc ô tô, các anh chị muốn mua một cái miếng đất độc sản. Thì khi mà từ dưới này lên đây nó đã đạt mục tiêu của các bạn thì các bạn cần phải biết cut out ra để cụ thể hóa cái mục tiêu đó. Ví dụ như các anh chị muốn xây cái nhà đúng không, mình trích một cái khoản vốn mình đầu tư, thì từ dưới này lên đây ví dụ đầu tư 3 tỷ thì bây giờ lên đây dù ít 2 tài khoản để được 6 tỷ rồi, thì sao có thể trích ra 3 tỷ để các bạn có thể thực hiện cụ thể hóa những cái giấc mơ của các bạn. Còn không thôi tôi nói các bạn là gì, đứng trong thị trường cứ đi tới đi lui tiếp tục những cái nhịp này thì không có cái đường ra. Nên là tại sao lời khuyên của tôi là thị trường nó vẫn có thể tăng tiếp, nhưng biết mục tiêu của mình là cái gì để tới đó mình dừng lại, mình cụ thể hóa ra. Thị trường nó sẽ có rất nhiều những cái con sóng, và điều quan trọng là các bạn cần phải biết là mục tiêu của các bạn. Ví dụ những anh chị mà tài chính các bạn vững quá, ổn quá, các bạn không cần tiền để làm gì cả thì tôi không nói. Nhưng những anh chị mà đã vào sóng đó để sao cụ thể hóa ra cái miếng đất, cụ thể hóa ra một cái tài sản, thì những cái nhịp như thế này các bạn cũng cần phải cụ thể hóa ra một cái tài sản gì đó. Để làm sao để đánh dấu rằng là gì, một cái nhịp các bạn tận dụng tốt. Bởi vì trong thị trường này sẽ có những cái thứ mà tôi không biết chắc. Các bạn cũng đừng ngạc nhiên nha. Không có gì ngạc nhiên khi từ đây nó rơi xuống là chuyện bình thường. Đâu có gì đâu các bạn. Đi trong thị trường này mọi thứ nó đều có khả năng xảy ra. Chính vì vậy mình phải ý thức được mình cần gì, muốn gì. Và mình phải biết là thị trường nó cho mình được giai đoạn này, thì mình phải biết chốt lời ra, mình cụ thể hóa ra cái tài sản của mình. Thì các bạn cần phải biết, ví dụ như đánh sóng 3D đúng không? Sóng 3D thì lúc này bắt đầu thấy có cái dấu hiệu của cái việc yếu rồi đúng không? Thì lúc này cần coi cân nhắc. Và nhớ kỹ này, đừng bao giờ có cái suy nghĩ vậy này: trời ơi biết thế, chốt lời trên cái khúc trên này là ngon rồi, tự nhiên xuống đây mất mấy ngàn giá đúng không? Đừng có tiếc các bạn chỉ chốt được một cái vùng tốt thôi. Các bạn đã chiến đấu cùng với mình đúng không? Từ cái khúc dưới này mình gom được cái vùng ở đây đúng không? Lên trên này là một thành công lớn rồi các bạn. Đa số các bạn thấy người ta rơi rụng đủ cả, thì phải biết đủ là vậy, chứ đừng có theo kiểu là gì ước gì nó lên đây. Mà phải ý thức được, quản lý theo 3D, 1D, bây giờ thấy 1D nó yếu rồi đúng không? Thì chỗ này nó sẽ có những cái quăng quật. Các bạn lưu ý kỹ này, chúng ta không biết chỗ này quăng quật trong bao lâu. Sắp tới chúng ta cũng không biết nó quăng quật trong bao lâu. Điều quan trọng là gì? Biết được mục tiêu của mình cần gì và muốn gì, thì nó là cái thứ rất là quan trọng. Rồi nữa là nên có kế hoạch chốt lời nha, và hài lòng với thành quả mình có được với cái sóng vừa rồi. Đó, hãy cho mình cho ra một ít tài sản, đánh dấu một năm qua các bạn đầu tư như thế nào, các bạn cho ra một cái thành quả. Bởi vì thực ra tiền mà đang để trong cái tài khoản nha các anh chị chưa nói lên điều gì cả. Quá khứ tôi đã nhìn rất là nhiều rồi, và các bạn cũng thấy là tại sao bây giờ nhìn đâu ai cũng có lời đúng không, nhưng mà cuối cùng tại sao ai cũng thua.
bởi vì đơn giản người ta không biết hài lòng với cái thứ người ta có. Có lời rồi người ta còn muốn lời thêm, lại nộp tiền vào, lại margin future, lại tăng đòn bẩy, cuối cùng là mất sạch. Nên tôi nói các bạn là cái người mà biết rút lui trong lúc chiến thắng mới là người chiến thắng thật sự. Thì các bạn biết là gì? Các bạn đã đánh được cái sóng từ dưới này lên trên này rồi. Hài lòng với nó đi các bạn. Sao? Nếu cảm thấy nha, vừa đủ, cần thiết cho ra những cái tài sản nào đó và đã đạt được cái mục tiêu của các bạn rồi thì hãy cụ thể hóa ra cái tài sản. Đó là cái thứ rất quan trọng. Còn sắp tới tôi khẳng định với các bạn, nếu có kiến thức, có kinh nghiệm thì vẫn tận dụng tốt, đừng có lo. Tất nhiên là gì, thị trường nó khả năng cao, với góc nhìn của tôi nó sẽ có khả năng tăng tiếp, nhưng có thể chỗ này sẽ có một số cái sự quăng quật đó. Thì điều quan trọng là mục tiêu của các bạn là gì, các bạn cần phải biết. Rồi nữa này, thị trường luôn có những cái biến động bất ngờ. Và tôi chỉ nói các bạn là kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Đi trong thị trường nhiều năm thì tôi thấy là câu chuyện là biết đủ thường vui. Bởi vì lòng tham của các anh chị vô đáy lắm. Các anh chị đầu tiên là các anh chị đánh với tôi cái sóng 3D này đúng không? Thì đầu tiên target của mình đầu tiên là chỉ là lên cái vùng đỉnh này thôi. Đó, bây giờ lên vùng đỉnh nó cũng đi khá xa rồi. Và bắt đầu nó có dấu hiệu yếu rồi. Thì tùy theo mỗi anh chị nha. Khúc này các bạn đừng có hỏi anh ơi chốt lời được chưa hay sao, mà các bạn phải có cái tiêu chí nhìn vào 3D, nhìn vào 1D mình thấy cái gì và mục tiêu cá nhân của mình là cái gì, nó rất là quan trọng. Biết được thì sao, có điểm dừng đúng lúc, dừng cho một cái nhịp rồi sắp tới sẽ nhịp tiếp theo như thế nào đó, hoặc là sao, thoái vốn ra, giữ vốn còn lợi nhuận thì làm sao cũng được. Thì tùy theo mỗi anh chị nha các bạn. Và lưu ý kỹ này, các bạn phải có cái hệ thống giao dịch và hệ thống đầu tư. Thì khi này các bạn sẽ không phải là do anh Hiếu nói chốt lời mà các bạn chốt lời, hoặc là do anh nói ở gồng tiếp đi xong rồi mình gồng rồi giá nó giảm, mà các bạn cần phải thực sự biết mình đang làm gì. Mình làm nên cái nhóm này để mục tiêu rằng là các anh chị có cái system về giao dịch, có cái system về trading và đầu tư, để các anh chị có thể độc lập đưa ra các cái quyết định. Các bạn thắc mắc gì tôi sẽ trả lời cho các anh chị hết. Nhưng cái quyết định chính các bạn phải là người quyết định. Bởi vì các anh chị biết là tôi không có chắc cái hướng đi sắp tới. Cách của tôi là dò sóng đi. Và khi yếu thì tôi báo các bạn là nó yếu. Khi tôi nói các bạn có khả năng điều chỉnh xong rồi, tức là những cái dữ kiện cho thấy điều chỉnh xong rồi, thì tôi sẽ nói nó điều chỉnh xong rồi. Điều quan trọng là các bạn phải biết được chiến lược mình đang làm gì. Đó. Và lưu ý kỹ này, trong sóng tăng mạnh nó sẽ có những cái cú điều chỉnh rất là mạnh. Và đó cũng là cái cơ hội để các anh chị mới và các anh chị cũ, mà nếu mà các bạn còn một cái số vốn nào đó thì cũng có thể đi chợ. Thì những cái nhịp mà khi mà những cái cú điều chỉnh mạnh đó nha, thì mình đầu tiên mình vẫn target là đánh những cái sóng ngắn thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy nó tích lũy trong khung thời gian lớn thì sao, mình có thể giữ cho sóng dài. Thì những cái thứ này tôi sẽ cập nhật tiếp cho các bạn sắp tới. Thì những cái chiến lược như thế nào thì trong group Telegram rất là quan trọng. Đó. Thế nên quay trở lại câu chuyện là gì, các bạn cần phải theo dõi sát trên cái group Telegram. Và lưu ý kỹ nè, khúc này là cái khúc mà các bạn sẽ thấy là sẽ có cái sự nhiễu loạn đó. Bởi vì là trên này rồi các bạn thấy là gì, đã tăng một cái đoạn khá là mạnh rồi, thì nó sẽ có những cái cú nhiễu như này các anh chị nè. Bởi vì quy tắc mà khi mà đám đông thấy là gọi là đám đông bắt đầu tập trung FOMO vào, thì thường những cái lúc đó sẽ là những cái lúc quăng quật. Nên mình phải ý thức được cái vùng đó. Thì đây cũng là một cái vùng mà lời khuyên của tôi là những anh chị đánh sóng 3D cân nhắc xem lại là mục tiêu tài chính của các bạn như thế nào, để các bạn làm gì, có thể kết thúc một cái nhịp đánh như thế nào đó, hoặc là các bạn thoái vốn ra, hoặc là các anh chị có những cái chiến lược chốt lời như thế nào cho nó phù hợp. Thì tôi nói các bạn là thị trường này nó sẽ cứ như thế, luôn có những nhịp sóng tăng giảm. Điều quan trọng cuối cùng là vẫn hài lòng, vẫn có cái kế hoạch. Và chắc chắn là sẽ có những cái quyết định nó sẽ không hoàn hảo. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Các bạn làm đúng trong dài hạn thì chắc chắn tài sản các bạn sẽ cứ gia tăng. Cứ nghe tôi đi các bạn, bởi vì tôi trải qua nhiều rồi. Đó, thì đây là một cái video rất là quan trọng mà tôi muốn các bạn cần phải xem đi, xem lại nhiều lần. Xong rồi các bạn nghiền ngẫm nha. Bởi vì quá khứ các anh chị đã từng nộp tiền rất là nhiều rồi, thì đừng có dại cứ nộp tiền nữa. Hãy cash out, hãy cảm thấy phù hợp. Những anh chị cũ thì sao, các bạn đánh một cái nhịp rất là tốt. Còn những anh chị mới thì các bạn biết rằng là gì, chỗ này sẽ có những cái quăng quật. Tôi không có nói là chỗ này nó đau luôn nha.
chỗ này có những quăng quệt và những anh chị nếu mà các bạn vào những cái vùng vốn dưới này tốt rồi thì cứ giữ. Còn trong trường hợp nếu mà nó quay trở về hòa vốn, các bạn vẫn có thể thoát ra chờ cái cơ hội tiếp theo được. Thì nhớ kỹ cho tôi là thị trường nó vẫn còn đó. Lợi thế, biết nói sao với các bạn nha. Tại sao các anh chị biết là gì? Trong quá khứ tôi nói các bạn là tôi chỉ show cho các bạn cái vùng mua chỉ có hai vùng này. Vùng này là tôi có public ở ngoài cộng đồng thôi. Bởi vì đơn giản mình thấy nó quá đẹp đi. Còn thực ra những cái vùng trên này bắt đầu những cái vùng nó không còn đẹp nữa. Thì những anh chị mới mà các bạn vào khúc sau á, nhớ kỹ cho tôi là đặt mục tiêu học tập là nhiều. Có nhiều anh chị cứ hỏi tôi về nè, anh ơi làm sao để tôi yêu cái sóng này? Thực ra là cái vùng mua của các bạn không đẹp. Thì các bạn phải chấp nhận cái điều đó. Nên tại sao là tôi nói các bạn phân bổ vốn ít. Ví dụ những anh chị mà đợt vừa rồi vào BNB, khi mà tôi khuyên BNB tại cái vùng mà 600 mấy đây đúng không, thì các bạn vẫn có thể dời SL về cái điểm hòa vốn. Nếu nó có rơi về đây thì sao, mình vẫn mua lại. Còn nó nằm trên này thôi kệ nó. Đó, như Ether cũng vậy. Như anh chị vào tôi có yêu cầu các bạn là gom tại cái vùng này đúng không, vùng này một cái nhịp, vùng này tạm một cái nhịp, thì các bạn có thể dời SL về cái điểm hòa vốn. Đó, quản lý như vậy. Còn trên này chắc chắn là gì, một cái vùng nó không được đẹp. Chắc chắn là không đẹp. Nó có thể tăng tiếp nhưng mà trên này sẽ có những cái cú quăng quệt. Đó, thì tôi chia sẻ cho cái này để các bạn hiểu. Thì có những cái gì mà các bạn thắc mắc thì có thể comment trong group, tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Nhớ là cái video này xem kỹ nha, xong rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Thì nếu có gì không hiểu thì các bạn đặt câu hỏi. Còn quyết định là các bạn sẽ phải là người đưa ra cái quyết định của các anh chị nha các bạn. Rồi, các bạn chịu khó là cập nhật tiếp trong group Telegram nha. Có gì mình sẽ thông báo. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.